Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn dây cáp đồng trục chuyên dụng cho thang máy. Đồng trục chuyên dụng cho thang máy. Đây là một loại dây cáp có thiết kế đặc biệt để chịu lực việc thang máy di chuyển hàng ngày với hàng nghìn lượt di chuyển lên xuống. Về cấu tạo của cái dây cáp đồng trục này thì chúng ta sẽ có 119 cái sợi, rồi là sợi mát bên ngoài được làm hoàn toàn 100% bằng đồng, và 70 sợi bện ở cái lõi giữa ở bên trong đây, để chịu được cái sự tác động lực lên xuống và chống nhiễu. Kèm theo đó nó sẽ có một cái lớp bạc chống nhiễu bao bọc đây, và những sợi để mà chịu lực gia cường cho cáp. Về sản phẩm cáp đồng trục chống nhiễu cho camera trong thang máy này thì sẽ khác biệt hơn so với các loại cáp đồng trục bình thường, là nhất là cái vỏ bên ngoài được sản xuất với chất liệu đặc biệt rất là mềm. Thứ hai là cái chất liệu lõi sợi đồng này vừa nhỏ và bằng đồng nguyên chất. Và thứ ba là cái lõi bên giữa này cũng bằng đồng nguyên chất và chia làm rất nhiều sợi nhỏ. Trên đây là mình giới thiệu qua về cái sản phẩm dây cáp đồng trục chuyên dụng trong thang máy dùng cho camera analog HD, để được tư vấn về giải pháp đi camera trong thang máy cũng như là mua lại các đồng trục này. Xin mời các bạn vui lòng truy cập website phố công nghệ.com.vn hoặc liên hệ hotline 0988 803 283. Xin chân thành cảm ơn.